không đều và lên xuống phật phòng như cuộc đời của em vậy. Không thể nói ác liễm cộng của cái game Mafia được, ác không hợp gu. Cá nhân em thật sự không đánh giá cao ác của Riri. Thật sự không đánh giá cao ác của Riri. Thật sự không đánh giá cao ác của Riri. Em biết quý vị đang nghĩ gì. Chê cho lắm vô mà sao vẫn cúng tiền mua ác bút, đúng không? Ừ, tất cả là tại Dương Phô Tậu. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review ác bút của con game Mafia. Nó là review vậy thôi chứ thật ra vẫn là lật sơ nha. Chứ có mẹ gì để review đâu, em chả có gì để bàn về cái ác của con game này cả. Tính đến nay thì Biofiore đã ra được 2 ác bút, cuốn đầu ra vào năm 2019 và cuốn thứ 2 vừa ra vào năm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu lật cuốn 1 trước. Cuốn 1 có nhiều thông tin và bản thiết kế mà cuốn 2 không có. Hiện tại thì theo em biết là cuốn 1 này đã hết hàng trên mọi mặt trận rồi và bạn chỉ có thể mua lại hàng second hand của nó thôi. Hên xui thì hàng bạn nhận được sẽ có đầy đủ OB. Quyển em mua cũng là hàng second hand và còn nguyên OB nên trông chả khác gì hàng mới cả. Dù tính ra thì em cũng không quan trọng OB lắm, có cũng được mà không có cũng chả sao. Quyển ác bút này bìa rời khổ cực to oversize bìa trong cán mờ. Và giờ đây em sẽ bắt đầu lật để quý vị nhét thử nội dung bên trong đây. Quyển áp bút này được chia làm 5 mục: tranh promo, tranh trên web, tranh trong game, nhân vật và background. Và đầu tiên em sẽ vào mục tranh promo. Đây là tranh trên trang chủ của game. Đây là tranh của bản giới hạn. Đây là tranh của bản thường khi lần đầu phát hành trên PS Vita. Sau này thì nó thành tranh bìa trong của bản Switch. Đây là tranh bìa của game bản đặc biệt. Và đây là tranh bìa của bản thường trên Switch. Đây là các tranh tặng kèm khi bạn đặt trước game ở các trang như anime, Stellar Wood, v.v. Đù má sợ sợ là vô tù nha con. Bà Ri ba vẽ người poster boy cong vòng. Mà còn éo phải cong kiểu dẻo người nữa, cong mà kiểu gồng cứng ngắc đó quý vị. Mà dương dòng vẫn ok. Đây là bìa của album Oz và soundtrack. Và đây là cover của Rama CD. Tranh này là tranh bìa của quyển fanbook đầu tiên. Và bên đây là tranh cảm ơn tặng trong event của game. Tranh dùng trong event luôn. Và đây là tranh bìa quyển art book đầu tiên mà chúng ta đang lập. Dương dò vẫn ok và lợ. Tuyển tập tranh chibi. Quý vị hãy nhìn đi, bao nhiêu set chibi là bao nhiêu đợt goose đã ra đấy. Chỉ tính riêng goose chibi thôi nha. Unlock dễ thương quá trời. Đây là tranh dùng làm banner cho một autogame trên store online của Nintendo Switch. Và bên dưới là tranh chúc mừng Dante đạt hạng nhất trong một nhân vật được yêu thích nhất. Đây là loạt tranh quảng cáo cho đợt phát hành lần đầu này, dòng nó cũng khá vui. Trong cả game em thấy ông già này đẹp lão nhất này. Bà Ri bà vẽ mấy thằng lớp Ingress tôi khi dòng chán vờ lờ nhưng không hiểu sao lại vẽ ông già này dòng ok kinh dị. Tiếc là trong game ổng lại chỉ là một nhân vật siêu phụ và không có đất diễn. Đây là loạt tranh đếm ngược ngày phát hành. Và này là loạt tranh chúc mừng của các họa sĩ từng hợp tác hoặc cùng công ty chúc mừng cho ngày game ra. Usuba vẽ dương ổn áp kinh dị luôn. Đây là series tranh chúc mừng sinh nhật mấy ông. Tranh chúc mừng Twitter chính thức của game có 7.000 người theo dõi và tranh mừng có 10.000 người theo dõi, cũng nhiều gớm. Và đến đây là hết đống tranh promo và tranh trên web. Tiếp đến chúng ta sẽ đi vào CG trong game, vì là CG sẽ có spoiler nha quý vị. Tính ra trong set CG của Buster Boy em chả thích được bức nào cả. À thì em thích được tấm này, vì dòng nó vui. Đù má có tướng phu thê ghê, mặt đơ y chang nhau. Sang Gilbert. Em cũng chả thích được tấm nào. Cái bức sexy thì đụng ngay cái mặt đơ đực của bà nữ chính nên chịu. Em không thể ép bản thân đi khen nó được. Tính ra mấy bức dòm được nhất với em là mấy bức mà em không phải thấy mặt bà nữ chính đó quý vị. Che cái mặt ba lại thì tranh còn tạm chấp nhận. Em biết em nói với mấy đứa ghét nữ chính nhưng mà em xin khẳng định quý vị là em thích gái. Nhưng éo phải nữ chính nào em cũng buộc bản thân phải khen để thể hiện là em thích gái quý vị hiểu không? Trên dưới rạch rồi, sim của Trần Lộc. Và tiếp đến là Dương Phố Tậu. Hey, cái bức em thấy ok là bức lấy Heavy Rap từ Hakuki. Tranh bà Zone dù là vẽ từ chục năm trước thì dòng vẫn đẹp hơn. Tôi yêu Dương The CG.
mức này cũng được. Nhưng khổ là em thấy được, khổ nhiều lên em thích lắm. Ủa mà có táp giá tiền nè, chưa lấy ra. Bất xiên que này cũng được nè quý vị. Dù em éo hiểu làm cách nào mà cái kiếm móc câu cũng thể sọt qua người bả mà ngọt thế. Bình thường bạn sẽ éo xiên thẳng được bằng cái kiếm đó đâu. Còn này là ổng xiên phát đến hai đứa. Ảo diệu vật là. Thứ tư là Nicola Salvatore. La 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 la. Tính ra em cũng chả thích bức CG nào của Nicola cả. Sao ổng thấy ổng đẹp trai được vậy trời? Chắc do cái giọng ổng ngon quá nên mới thấy ổng đẹp trai luôn. Em thích mấy thằng xảo chó hay mặt có tóc bồng bềnh là một điểm cộng. Ending lòng nè quý vị. Con bạn em bảo rằng trong cả đám trai thì Nicola hét một mặt nó chưa lòng to và rõ nhất. Và thật ra là chúng ta có cả một checklist để dò coi thằng đó có phải là Giang Đê Rê không, bao gồm 1. Lương lẹo răng mảnh, có tính chiếm hữu cao. 2. Oni chan, bảo vệ em gái bằng cái lòng tình ái. 3. Evil Sota Boss. 4. Giàu và yêu cái đẹp, sẽ mua lòng xinh để trưng bày em. Nếu mà bias của bạn rơi vào một ô trong cái checklist trên thì chúc mừng bạn, khả năng trong bán riêng bạn sẽ vô chuồng chó. Và hết rồi, chúng ta sẽ sang Olog Baby. Rút Olog tính ra cái rút vẽ nữ chính ổn nhất luôn ấy. Dòng cái miệng bả được vẽ rộng ra mà em mừng rớt nước mắt. Bù má, cái CG này là cái CG tệ nhất game này. Éo heo kêu mẹ gì mà vẽ vậy được luôn á. Hey, Olog đáng thương. À mà bức này là bức thằng nhỏ nhớ nữ chính nên tối mò vô giường nằm chung với bả này. Cực kỳ trong sáng. Và phần này là phần CG khác của game. Nó có các CG trong group của Henry, CG ending của Final Route và hình chúc mừng khi bạn đã hoàn thành toàn bộ game. Và sau đó là phần Kiwi Show của từng nhân vật. Mỗi nhân vật được liệt kê đầy đủ biểu cảm và sprite đi kèm. Còn có cả hình chibi và biểu cảm của chibi nữa, dù em chưa từng thấy họ dùng cái resource này trong game. Hơi tiếc mấy cái chibi này dòng vui vờ lờ. Gilbert 26 tuổi, mét 82, cung sư tử. Cung sư tử rất là hợp Gil luôn, tự tin và hào nhoáng. Dương 29 tuổi, cao mét 75. Ha! Lùng. Sinh ngày 12 tháng 12, cung nhân mã. Nó lại hợp lý vờ lờ. Cái khúc dưới cái sprite này mãi mãi là một bí ẩn này quý vị. Em khá chắc kẹo hoặc éo vẽ khúc dưới luôn. Nicola 28 tuổi, mét 77, cung cự giải. Giọng ở đây đang đẹp trai nha. Cái hú hồn chưa? Tại sao mấy người cứ ác với anh tôi? Cái tướng cầm súng cổng phèn vờ lờ chưa? Sao mà có thể trông như thế này? À mà chibi cổng kêu em thích vờ chibi cổng nhất á. Olog 18 tuổi, mét 70, còn đang lớn, cung kim ngưu, thằng bé sẽ còn lớn nữa. Hy vọng bé lớn lên đừng đô ra, chị sợ lắm nha. Henry, cộng bún riêu 33 tuổi, dài mét 80, cung ma kết. Đù má đã già còn sinh đầu năm. Henry chỉ có duy nhất một cái chibi, mà thôi có là được, còn hơn ra chuồng gà éo có mẹ vậy. Tiếp đến là nữ chính và các nhân vật phụ. Cái chibi của bà nữ chính còn nhiều biểu cảm hơn mặt bà. Cái nhân vật phụ của game này mỗi người chỉ có một sprite thôi, lướt lướt tí là hết. Và đây là các nhân vật phụ của phụ, có éo có được cái mặt. Và tiếp theo là background của game nha. Đây là background của nhà Dante và Nicola. Đây là background nhà Gil. Và đây là cái ổ chuột của Dương. Toàn bộ đám còn lại là background của các nơi khác trong game. Và đây là hình các vật phẩm xuất hiện trong game, như con gấu bông của Dương tặng nữ chính hay đôi bông tai Dương cho này. Và cái sẹo bà nữ chính gọi là xấu xí. Nó có chút ít. Ảnh bản đồ, ảnh minh họa truyền thuyết, logo của từng gia đình, họ còn đính kèm cả mã màu chủ đạo của từng thằng. Đằng sau là tập hợp các hình yêu trong game, thật sự rất là đầy đủ. Phần cuối cùng là phần sketch sạch,
tranh tô màu beige và phần bình luận của họa sĩ. Trong đây sẽ có các bản sketch giải thích tạo hình của từng ông, dù em thấy nó thật sự quá ít và để lại còn nhiều câu hỏi hơn nữa. Ví dụ như là kiếm của Dương để ở đâu, tại sao đi đâu cũng rút một phát ra hai cây vậy? Rồi what the f**k, tại sao Nicola lại nhét súng sau đất? Có cô bảo rằng chỉ có mấy thằng nghiệp dư mới nhét súng sau đất thôi, có gì hiểu không? Xấu mặt anh tôi quá, anh tôi mừng nghề giang hồ hơn chục năm rồi. Tạo hình Olof này, trông kêu quá trời quá đất. Em thấy cái tóc này được rồi, nhưng lúc sau họ để thêm hai cái lọn hai bên. Cái chân của nó chính dòm như hai quay củi vậy. Hừ, thôi lật tiếp. Phần này chỉ là bản sketch sạch lên màu beige kèm bình luận của họa sĩ thôi, không có gì nổi bật. Một tổng hợp index và xong của một. Tiếp theo chúng ta sẽ lật cuốn 2. Quyển Art Book thứ 2 này mới ra trong năm nay, quý vị có thể dễ dàng tìm thấy nó trên Amazon của Nhật hoặc các trang mua bán khác. Đồ má xấu quá. Quyển này cũng khổ với quyển 1 nên nó dày và nặng hơn quyển 1 rõ luôn. Tương tự như các bước đầu của video lột obi, lột áo. Hình thức của nó y hệt như cuốn đầu, chả khác gì. Lặp lại nó dày lắm luôn nha quý vị. Chia content cũng giống như với cuốn kia luôn. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến mục tranh quảng bá. Đây là key visual của phần 2, lấy làm hình quảng bá cho trang chủ chính thức này. Lúc đầu giờ em tưởng như bị lé. Nhưng không, bức này cũng không lé, báo động giả hú hồn chi nén. Đây là bìa của bản thường. Đây là bản bìa của Limited. Các tranh trên tạp chí và bên kia là tranh tặng kèm khi pre-order game ở các kênh mua bán khác nhau. Tính ra em thấy bức này khá được á, Henry và Nicola sẽ là một team rất là thú vị. Đùa má cặp vợ chồng và con bé của họ. Xin lỗi Unlock cho dòm bé tội quá. Quý vị có thể tìm thấy bức này trên trang chủ chính thức này. Tiếp tục là hai tranh tặng kèm. Và bức này là tranh bìa của quyển fanbook của phần game thứ 2. Đây chính là bìa của quyển artbook mà chúng ta đang lật. Đã bao giờ bạn dồn vào bias của bạn và bạn chợt nghĩ đù má ông xấu vật là lời chưa? Ừ, đó chính là em khen dinh dưỡng trong bức này. Hình goose in lịch năm mới 2020. Đây là tranh in lịch bán 2021 và biết này là của 2022. Cả đám cướp style ăn mặc của Dương Phú Tậu. Tranh bìa của character Rama CD. Tiếp tục là tranh bìa character CD đợt 2. Vậy thì tính ra cái game này ra được tận 2 series drama CD trong thời kỳ hưng thịnh của nó. Và đây là bìa Oz và Soundtrack phần 2 nha. Bìa drama CD và key visual của Stay Musical. Và này là ảnh remote cho đợt event Ultimate Plan Game gì đó này. Có đủ dàn cast, giọng cũng ưng. Đây là hình remote cho event party của game. Cái game này chắc ra cũng được 2-3 event rồi hay sao ấy. Hình Goose in gói này. Và các tranh cho Goose, tranh cho tạp chí và tranh chúc mừng khác. Tiếp tục là các đợt Goose Chibi. Một đống Chibi, rất là nhiều Chibi. Chibi, Chibi, Chibi. Viên Daddy nè, chắc các bạn đã biết là con vật đại diện chổng là rắn nha. Một con bạch xà thâm độc. Còn lại là các tranh ngẫu nhiên trên Starblock của Riri. Tranh này là nói về việc hai thằng này có đống CG máu me nhất cái game. All look so cute. Tranh này là cho cái clip performance Nicola với Dương làm hòa nè. Cái show làm việc Nicola hét lên tao đéo chịu nổi nữa và rút súng bắn chết mẹ Dương. À mà tất nhiên là Dương không chết nha. Các GB của Riri kêu thật sự dòm ok hơn các tranh nghiêm túc của bà nhiều. Và đây là loạt tranh đếm ngược chờ ngày phần 2 phát hành. Và tranh chúc mừng game chính thức lên kệ. Tranh promo cho Tomei Party 2020 và banner của Nintendo một ô tô ghe. Ủa mà sao cái quần què này xảy ra được vậy? Olof đá phải là Toma chầu ông bà chắc luôn á. Chắc do thằng con tôi ngu quá. Anh em nhà Vason chăm sóc đồ này dòm ok game à đờ mờ cái quần què gì đây? Em biết Dương ốm nhất là mặc đồ tay chẳng khác mẹ gì thằng xì ke không? Mệt quá lật tiếp.
Chanh mừng Halloween và chanh mừng năm mới 2022. Vì show có đám người tàu này top game á quý vị. Họ lại bỏ vào đây tiếp series chanh mừng sinh nhật. Nếu quý vị thấy quen quen thì quý 1 mình đã thấy rồi, họ in lại đấy. Tiếp tục là series chanh mừng sinh nhật, mỗi thằng đều có chanh mừng sinh nhật riêng. Này là chanh kỷ niệm mừng 3 năm game ra mắt này. Nó là chanh mới đăng trong năm nay ấy. Còn đây là chanh mừng 20.000 lượt theo dõi và kỷ niệm 2 năm. Chanh mừng 30.000 theo dõi. Ha, cái game này đã nói thật. Em éo hiểu như ok, gì cũng được. Đây là chanh tri ân người chơi cho event riêng của game nè. Hiện họ đang bán goods in hình chanh này đấy và bị chửi ngập mặt vấn đề éo thắt chặt quản lý để ngăn đầu cơ. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau nhưng đầu cơ nước nào cũng có. Và tiếp theo là một CG trong game của phần 1926. Một lần nữa nhắc lại, vì là CG thì sẽ có spoiler nha mấy thím. Ê, em thích bức này nè, nhìn nó có lực, em thích. CG trong tầng root 1926 nó khá ít nha, vì root nào cũng ngắn. Dù nó ngắn nhưng vì nó chán vật cờ lợ nên chơi hoài mới không xong. Kéo phải chơi hoài không xong vì nó dài nha, nó chán thấy bà luôn. Tiếp tới là CG trong root của Guild. CG trong group của Dương. Em thích bức này nè. Chắc nó là cái CG em thích nhất cái game này á. Sang Nicola. Đù má cái CG ảo diệu phi logic vật L này. Lấy dao gọt trái cây để cản kiếm. Éo hiểu không nghĩ cái gì luôn. Em cũng thích bức này, mà dòm như vậy thôi chứ nghe ổng không có khóc hay hét gì như hết nhau quý vị. Em đã chờ tiếng khóc của anh như vậy mà sao lại không khóc cho em nghe chứ. CG gãy cổ. Và hết Nicola. Chúng ta sang Olog. Quý vị có nhớ em từng nói gì mà Olog sang mũ quýt phần 2 cũng chưa mừng ăn gì được không? Ừ thì hóa ra em nói đúng. Hết mẹ phần 2 Olog với nữ chính vẫn chưa có mẹ gì cả. Chỉ có bức này trong Olog trưởng thành và vẫn trải rõ này. Em cũng khá là thích bức này nha. Và chúng ta tới Henry. Này nè, quý vị dòm coi có tức không? Có tức không? Có chút xíu thôi mà cũng éo không được, vô lý vãi nồi. À và đây là cái CG Jigger trâu ma của bạn em. Bé ending của Henry thuộc dạng gớm á quý vị. Số phận của nữ chính trong cái game này, trong bé ending éo chết thì cũng thành tôi. Nói vậy thì chắc quý vị cũng đoán ra được rồi đúng không? Một cái game nơi giá trị của bạn phụ thuộc vào cái màn zin mỏng dính nên là chả quách được phất vật lờ ra. Và tiếp theo là các CG ngoại lệ của game. Đây là chanh bạn sẽ unlock sau khi hoàn thành toàn bộ cái hair game root. Và đây là chanh chúc mừng khi bạn hoàn thành toàn bộ cái game. Phần tiếp theo lại là key visual của nhân vật. Phần này y hệt như trong quỹ 1 thôi. Điểm khác biệt là mình có nhiều biểu cảm cho chibi hơn và một số chanh nhân vật riêng lẻ. Túm lại là nó cũng chả có gì mới đù, má cái mỏ xấu quá. Henry vẫn chỉ có duy nhất một cái chibi. Cái tướng cầm súng xấu kinh khủng khiếp luôn, dòm như bà Riri bà éo biết vẽ nhân vật cầm súng ấy. Quý vị để ý đi, thằng nhân vật nào phụ là bả cho cái boss cầm súng tay y chang nhau, hệt như copy pass cái tay qua vậy. Khi visual của nữ chính, với cái mặt bối rối cuộc đời ở mọi tranh. Đây này, đấy, em nói điêu với quý vị bao giờ chưa? Cầm súng chán éo thì tả được từ chính đến phụ. Một sự lười biếng và cẩu thả kinh dị. Em xin lỗi Henry chứ anh còn thua ông già nhà Dương. Vậy đây là khi visual của dạng nhân vật mới. Thằng nhân vật mới nào xuất hiện trong game này cũng đều sống chó. Mà thà sống chó đẹp đi người ta còn mê. Mà ê, Daddy nè. Daddy sống chó sang nha. Dòm ông mê thấy mẹ luôn. Dù ông là một thằng tâm thần và tồi tệ gấp đôi Dương. Vì sổ cổng dòm ok thật sự, thật éo. Hiểu tại sao họa sĩ lại ghét Henry như thế, trong khi thằng nhân phục vụ nào mới xuất hiện cũng dòm đẹp hơn Henry. À mà em nói sống chó đến đâu rồi?
À thì tóm lại là 5 thằng hết 4 thằng lại sống chó không duyên không dụng. Những phản diện được thêm vào chỉ để kéo lê câu chuyện tiếp tục mà éo có chiều sâu hay có cái mẹ gì hết. Em chê cái dàn nhân vật phản diện trong phần 2 nha. Quý vị đừng có bảo em ừ thì phản diện giọng thấy ghét là đúng rồi. Éo có cái luật đó nha, éo có cái luật đó. Đó chỉ là một sự biện hộ vụng về cho việc xây dựng nhân vật một cách lười biếng thôi. À mà còn thằng này, em đéo có mẹ gì để nói về thằng này cả. Chôn nó đi. Và rồi chúng ta tiếp đến phần background trong game. Phần 2 này được bổ sung thêm khá nhiều background và đồ vật mới dòng khá mới mẻ. Đây là cái shot opening quý vị sẽ được xem khi vào group của Henry này. Bạn em khen nó dễ thương. Và đây là hình ảnh minh họa cho các vở nhạc kịch được lấy reference trong 2 game root. Mà không phải nhạc kịch, vở kịch thôi nha. Vở kịch được lấy reference trong 2 game root. Nó làm em nhớ đến cái bộ phim hoạt hình Pháp gì đó mà hồi nhỏ em từng coi. Cá nhân em thích nhất là bức Phantom of the Opera, For Reasons. Và phần gần cuối luôn luôn là bản sketch sạch tranh con một base và nốt bình luận của họa sĩ. Mà thiệt chứ không biết 2023 có ra lịch không nhỉ? Hiện tại em mới thấy có Haku kêu lên Link Reorder thôi. Còn lại thì em không thấy series nào khác có lịch 2023 cả. Và bây giờ thì chúng ta mới thấy mặt sâu của Henry trên bộ đồ cosplay này. Và tạo hình ba kiểu tóc của Viên. Cái thông tin đáng giá nhất trong quyển ám bút này quý vị. Em muốn được thấy nhiều bản sketch về tạo hình hơn họ éo cho chúng ta nhìn. Tất cả những gì mình có là những bản sketch sạch đẹp đã qua edit. Và phần kết sách là toàn bộ yêu trong game cùng với phần index tranh. Và hết. Túm lại là gì? Em có cảm nghĩ y chang như cái review nhảm nhí lần trước của mình là em vẫn không thích ác của Riri. Các bạn có thể nói em là không thích ác thì muốn ác bút làm mẹ gì? Ừ thì mua đi dễ chửi hơn đó mấy má. Nên em sẽ thành thật và nói với quý vị rằng em không có một chút niềm tin gì vô ác của bà Ri cả. Nhưng nếu các bạn thấy ác của Riri quá hợp gu và nếu bạn say ke Dương Phú Tàu như em thì hai cuốn áo bút này em nhận xét là đáng tiền nha. Nó ngập ngụa tranh siêu dày và có giá trị sưu tầm cao cho những fan của game. Ít nhất là nó chắc chắn là chất lượng hơn cuốn áo bút tự xưng dày 60 trang bự như cuốn hộ chiếu của Artist rồi. Đùa má quý vị xem đó nè, mỏng lét và nhỏ xíu chỉ bằng một góc của cuốn áo bút gốc thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nó anh đã bị sốc cười quá vậy. Vì đáng lẽ cái quyển này éo thì gọi là ác bút đâu. Nó chỉ đáng để gọi là cuốn bút lét tặng kèm thôi. Họ dám gọi là ác bút mà éo dại mồm luôn cơ. Thay vì lấy tiền mua xế limited để có cái cuốn ác bút này thì bạn đủ mua hai cuốn ác bút gốc Nhật đấy. Suy nghĩ cho kỹ vào. Vậy thôi nhé, review nói nhảm trá hình đến đây là hết. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh em nha. Tạm biệt.